Xin chào các bạn, lại là Thái Dũng đây. Thì hôm nay Dũng xin giới thiệu với các bạn một cái tour của anh em Typhoon. Mình sẽ đi miền Trung và đi đến đâu sáng nay mình sẽ tường thuật cho các bạn xem nha. Chào anh Nhật. Giới thiệu bạn, đây là anh Nhật. Hello Cảnh. Hey, anh em đến Bắc Đài Đồ, không khí rất là nhộn nhịp nha các bạn. Đến để cùng mọi người chung vui với lại anh em đi tour. Giới thiệu đây là Phát Hoàng, rồi Tiêu Phong, em Tuấn. Còn đây là idol luôn nè, các bạn biết ai là gì? Vân Trường, chị em. Ok, chào anh em. Rồi em này bốc đồng là đó. Chào Lisa. Đây cũng là bạn Thánh bốc đầu. Thanh đèn tới anh em. Rồi Thanh Martin. Anh em hay ghê, chờ quá giờ đèn luôn. Sáng chói nha. Quá đã luôn. Anh Thịnh, phó nhóm Typhoon. Chào anh Thịnh. Dạ. Mưa rồi. Đông vui lắm nha bạn. Anh Tuấn, trưởng nhóm Typhoon. Anh Phát Hoàng, áo đỏ. Hello anh Tuấn. Để nó đi xe mô tô. Chào đó hứng thì là chạy. Đây bạn, anh em đã tới đây bạn. Em tí rồi. Anh em đông vui lắm. Có đi bằng đồ vậy. Đi đâu? Yeah. Em có đi không Bảo? Em ngồi. Ủa em đi hả? Em gì hả? Hello. Các bạn, anh em đang công tác chuẩn bị trước khi đi tour nha bạn. Em dán bên kia đi anh kìa. Có nước nó dễ dán. Đây là bạn Lisa. Đang dán đề can lên xe. Đông vui. Hello Tý. Hello anh em nha. Đây là Tý đây. Em thẻ ra bạn rồi biết thở rồi. Đổi thôi thôi. Sao á. Tay này nè, bàn tay này đã lột biết bao nhiêu chú quần. Hả? Lấy à. Bàn tay này đã lột biết bao nhiêu quần phụ nữ. Bàn tay sống xét hả? Bàn tay thì ghê lắm. Chồng đâu quay đâu anh. Dạ, thấy đủ rồi thấy không? Cả hai luôn. Hai thì nhìn quen, á. Nổi một móng quá chạy tao xong rồi nó tải luôn. Quang, đừng vuốt cái này nè. Mời đủ má hai ông dán. Chúng ta rút vứt thằng của cây kia đâu rồi? Có cây đấy. Cây kia đâu đấy? Cái lậu đó đấy. Có nước nó đổ đâu mà điều khiển nó được. Yes, Typhoon. AK đề can của anh em Typhoon. Thì hiện tại mình là có tất cả ở đây là 1, 2, 3, 4, 5 xe ô tô sẽ đi và thêm 1, 2, 3 xe mô tô sẽ đi
tức là có hai chiếc bỏ bán tải. Do mưa ra anh em tập trung là đi ô tô nhiều. Anh em đang dán tem nhớt lên xe thì xe cao mình quay không tới. Những cái xe đi tour là được dán logo đề can lên để cái hiệu riêng của anh em trong đoàn và để quảng cáo chương trình luôn. Tại vì nó chạy nó bám đây thôi, ở ngoài đâu có bám đâu. Đây là công tác chuẩn bị trước khi đi tour các bạn. Đây. Đây là hiệu xịt dưỡng sên hai an toàn, khỏe an toàn. Dạ. Quá khỏe, quá khỏe. Bắt đầu đông vui nữa các bạn, không khí bắt đầu đông vui nữa các bạn. Đây là xe anh Bình. Anh Bình dán tem đi tôi nha anh Bình. Đây. Ok. Đây anh em xịt sơn. Có chai sao đủ anh? Mình đông xe quá. Không luôn rồi. Chụp thêm một chiếc nữa. Ok. Ok. Yeah. Kim Thảo Thiên. Thảo Thiên đến. Được. Rồi. À, anh em ta phun. Quay bánh cái cảnh đây. Đâu ra xịt thêm cho ông miếng kìa. Rồi, mở. À, anh em chuẩn bị để mà lên đường nha các bạn. Vài phút nữa là chúng ta sẽ lên đường rồi. Giờ anh em bắt đầu di chuyển từ từ. Lên đường. Rồi anh em bắt đầu xuất phát nha các bạn. Đây rất là đông vui. Đây là anh Tuấn, hội trưởng. Chuẩn bị lên đường. Big, 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 big
các bạn thì chuyến đi cũng hơi khá dài, thì từ hồi 2 giờ sáng đến bây giờ là anh em mình mới đến đèo cả và được anh em Phú Yên đi đến đèo cả để đón anh em trên full. Đây là một số xe của anh em đi tour từ Sài Gòn lên trên Phú Yên, thì bây giờ mình đang ngừng ở đèo cả nè bạn. Các bạn xem sơ qua, do tình hình là mùa bão thành ra mình đi hơi ít xe, ô tô cũng nhiều. Số lượng anh em hôm nay đi là tầm khoảng 20 mấy người. Đông vui lắm bạn. Tất cả các anh em sẽ đi đến chỗ ăn trưa. Các xe bắt đầu di chuyển. Thời tiết hôm nay mát nha bạn, không có nắng. Và xem sơ qua cái view nha bạn, rất là đẹp luôn. Ok, giờ chúng ta đi nha bạn.
chúng ta đi nào bạn. Chúng ta đi nha. Đây. Đây các bạn. Đây là view biển nha các bạn. Thì bây giờ anh em sẽ đi xuống ăn trưa. Mọi người sẽ đi xuống ăn trưa nha các bạn. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. View đẹp lắm. Rồi, rồi chúng ta sẽ trả xuống thôi. Đi lên đằng bè này bạn. Đẹp lắm. Lát ra chụp, lát ra chụp mưa. Quá đẹp quá. Alo Phong. Okay. Rồi đứng. Giờ anh em chụp hình. Sửa sửa lại giùm ngoài. Tí nữa đi. Mưa. Đây, đi chụp ướt mái. Mưa ướt mái nè. Rồi, ok. Chiều, 2, 3. Rồi. Máy này chắc nha. Ok. Rồi. Rồi, vô. Ok. Rồi, chúng ta lấy thôi. Ê. Hai chị. Đây các bạn, đây là bàn tiệc mà anh em Phú Yên đã chuẩn bị sẵn để mà đón anh em Tafun tại chân đèo. Để chúng ta tham quan qua. Thì đây là nhà hàng thanh niên 7 ngày Vũng Rô, Phú Yên. Hấp dẫn lắm nha. Wow. Đó, cá bơi nhiều lắm nha các bạn. Đã lắm. Ốc hương nè bạn. Ốc cơ luôn. Đó. À, đấy, mực sống nha, mực cháy luôn nha. Nó bẩn luôn. Đó, mực khung rồi, khung mực rồi. Đã lắm bạn. Đó, mực nó khi mà mình bắn nó lên nó sẽ phun mực ra. Đen xì luôn các bạn thấy không? Đó. Anh em đi xem nè. Bây giờ canh nè các bạn. Con mực đó chị. Con mực lúc mà nó phun mực ra xong nó bị ngụy trang, nó đổi màu thành màu đen luôn. Để nó núp đó. Nó núp nó đi chỗ khác á. Rồi căng thử, căng thử. Đưa một chút đi ra nè. Con kế rồi. Đã không mà. Đang bắt chứ rồi bắt mực. Mực tươi nè. Mực sống tươi. Đó, mực còn sống đó các bạn. Tươi lắm. Nó phụt cái hơi ra anh. Đây các bạn thấy đông vui không bạn? Mấy em Phú Yên đây. Đây các anh Phú Yên. Dạ, dạ. Đây anh Tuấn tôi đây, anh Thịnh với mấy anh Phú Yên. Dạ, dạ. Ở đây là anh Nhật. Rồi Lê Sa, bạn Lê Sa. Ok. Rồi, để. À.
anh Bình, anh Bình lớn, và đây là anh Toàn, rồi bạn Oai, bạn Phong, đây là bạn Dũng. Trời ơi. Ê bạn, anh em. Anh em ta phone với lại anh em Phú Yên giao lưu với nhau. Anh em mô tô vừa cất xe cái là mưa phải không? Anh em nhậu ra ngay hết mưa rồi. Quá đi mưa rồi. Đang sạc. Hôm nay là được đón tiếp anh em mô tô T-Phone ra Phú Yên chơi. Để hai anh em giao lưu làm quen là mình giới thiệu từng người thành viên của mô tô Phú Yên trước. Mình Hồi là quán cà phê Hồi ở Phú Yên. Thành viên tích cực. Mọi người mời anh Hoài ly đi. Đó nè. Cũng là thành viên của câu lạc bộ của cô Phú Yên, nhưng mà nát là giờ là hai câu lạc bộ lận, vừa vô Nha Trang nữa, câu lạc bộ của tôi Nha Trang thất bại hả? Đây là anh Hiến, anh em của câu lạc bộ. Chào anh Hiến. Là người lớn tuổi nhất của câu lạc bộ của cô Phú Yên, thầy rất là tốt. Lên Hiến anh. Đây là Kim. Thầy Kim là cũng một người. Rồi chào Kim luôn. Chào Kim. Mô tô Phú Yên. Đây là quán thảo quán nhà xe cấp tư lớn nhất ở Phú Yên. Rồi chào anh quán. Vườn Năm. Aerospay. Bay mặt đất. Hàng không mặt đất. Gì không có gì, chỉ có 40 mấy chiếc xe Vườn Năm thôi. Cái gì hết. Đây là Bảo. Bảo có cô cà phê và thẩm mỹ viện lớn nhất ở Phú Yên. Yeah. Ai muốn em út thì đẹp thì tối nay liên hệ Bảo. Nhưng mà cái liên hệ Bảo cũng phải xin phép mình tiếp. Em Hiếu. Đây là Hiếu ở mô tô Gia Lai xuống chơi Phú Yên. Yeah. Chơi không mấy ngày này. Đó. Còn ai nữa không ta? Mình là Tâm. Dạ. Yeah. Lớn nhất Phú Yên. Anh Tâm. Kinh doanh bên Nữ Trang Vàng Bạc. Anh Tâm là bên Nữ Trang. Lớn nhất Phú Yên. Dạ, anh Tâm là hội trưởng của mô tô Phú Yên nha anh em ơi. Cái gì cũng lớn nhất Phú thôi. Anh em đi hôn ra vui lắm. Anh em hôm giờ này hấp dẫn các bạn nhiều, hấp dẫn lắm nha các bạn. Đây là con bực lúc nãy mà bắt lên còn sống các bạn. Mà ở đây nó bán bao nhiêu một ký vậy? Rồi. Đây là món để ngày hôm nay mấy anh em nhậu. Đây là mực sashimi nha các bạn. Nhìn quá hấp dẫn. Và đây là món cá. Bữa thành chắc cú rồi chứ. Big.
Mm-hmm.